Hoàng Thiên xin được mến chào tất cả quý vị đang theo dõi điểm tin trưa của Sàn TV. Chương trình hôm nay ngày 25 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Khủng bố 47.000 tin nhắn khiến bạn trai tự tử. Quán karaoke mở cửa chui, có nữ nhân viên F0, nhiều khách lo sợ. Người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm xong mũi 3 trước Tết Nguyên Đán. Trung Quốc thành lập tập đoàn đất hiếm khổng lồ. Sau đây là nội dung chi tiết. Một cựu sinh viên 23 tuổi tại Mỹ đã liên tục nhắn cho bạn trai hơn 47.000 tin nhắn. Và trong đó cô liên tục nói với nạn nhân rằng anh hãy tự tử và đi chết đi. Cuối cùng nạn nhân đã qua đời và cô bị nhận 2,5 năm án tù treo. Ngày 23 tháng 12, In Jong-yu, 23 tuổi, cựu sinh viên Đại học Boston và là người Mỹ gốc Hàn, đã nhận tội ngộ sát. Các công tố viên Mỹ cho rằng In Jong-yu đã khiến bạn trai của cô tự tử vì gửi hàng ngàn tin nhắn gây khủng hoảng tinh thần. In Jong-yu chịu án tù treo 2 năm rưỡi và 10 năm quản chế. Các công tố viên cho biết In Jong-yu đã gửi cho bạn trai là Alexander Utula, 22 tuổi, tổng cộng 47.000 tin nhắn trong 2 tháng cuối cùng của mối quan hệ. Và trong đó có nhiều tin nhắn khủng bố Alexander Utula hãy tự tử hoặc đi chết đi. Alexander Utula qua đời tại Boston vào tháng 5 năm 2019, vào đúng ngày anh tốt nghiệp tại Đại học Boston. Có biểu hiện ho sốt, nữ nhân viên quán karaoke đã xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Và từ đó chính quyền sở tại cũng đã điều tra đây là cơ sở karaoke hoạt động lén lút trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên xác nhận trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp mắc Covid-19 là nữ nhân viên quán karaoke sinh năm 1998, quê Sơn La. Và trước đó vào ngày 23 tháng 12, nữ nhân viên này có biểu hiện ho sốt. Khi tự đi khám và test Covid-19 thì cho kết quả dương tính. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự kiến sẽ hoàn tất việc tiêm các mũi vaccine nhắc lại và cũng như các mũi vaccine bổ sung dành cho người dân và người bị F0 trước Tết Nguyên Đán, tức là trong tháng 1 năm 2022. Theo Chánh Văn phòng Sở Y tế, gần đây Bộ Y tế đã điều chỉnh lại hướng dẫn tiêm chủng. Cụ thể, người đã tiêm đủ 2 mũi sẽ được tiêm nhắc lại sau 3 tháng, thay vì chờ 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản mũi thứ 2. Người đã mắc Covid-19 và khỏi bệnh sẽ được tiêm ngay sau khi hoàn thành cách ly. Những người nguy cơ cao bị suy giảm miễn dịch sẽ được tiêm bổ sung sau 28 ngày kể từ mũi thứ 2. Và hiện một số quận huyện đã tổ chức tiêm mũi bổ sung cho người suy giảm miễn dịch, tiêm nhắc cho người có nguy cơ cao đã tiêm mũi 2 đủ 3 tháng. Nhóm công nhân, học sinh, người dân đã hoàn thành 2 mũi cơ bản sẽ được lập danh sách để tiêm nhắc toàn dân. Thành phố cố gắng tiêm xong vào trước Tết Nguyên Đán 2022. Trung Quốc đã thành lập tập đoàn đất hiếm khổng lồ bằng cách hợp nhất các nhà sản xuất của nước này. Và đây cũng chính là động thái được kỳ vọng để giúp cho Bắc Kinh nắm toàn quyền kiểm soát ngành công nghiệp này trên toàn cầu. Một tập đoàn khai thác đất hiếm khổng lồ đã được thành lập bằng cách hợp nhất các công ty con của những tập đoàn nhà nước Trung Quốc như China Minmetal, Aluminium Corporation và Renzhou Rare Group. Doanh nghiệp mới sẽ được đặt tên là Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc. Và tập đoàn này sẽ đẩy mạnh việc phát triển các mỏ đất hiếm ở phía nam Trung Quốc. Số đất hiếm tập đoàn này sản xuất sẽ chiếm khoảng 70% đất hiếm vừa và nặng được sản xuất ở Trung Quốc và khoảng 40% tổng sản lượng đất hiếm, bao gồm cả đất hiếm nhẹ. Đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố hóa học. Các nguyên tố này thật ra không hiếm vì chúng có mặt khắp nơi trong vỏ trái đất. Tuy nhiên, việc tìm được các chất ở nồng độ cần thiết là rất khó. Đất hiếm cũng khó xử lý vì quặng thường chứa các chất phóng xạ tự nhiên như uranium và thorium. Đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các sản phẩm như là điện thoại di động, ô tô, thiết bị quân sự và thậm chí cả máy rửa bát. Ấn Độ, Nam Phi, Canada, Úc, Estonia, Malaysia và Brazil là các quốc gia đang tham gia vào việc sản xuất đất hiếm. Và thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại điểm tin trưa của Sàn TV. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe kênh Sàn TV để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!